Phổ Hiền Bồ Tát, trong vô lượng các vị đại Bồ Tát từ tha phương quốc độ đến Ta Bà để trợ duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo hóa độ sanh. Có thể nói Bồ Tát Phổ Hiền là một trong các vị Bồ Tát trợ duyên giáo hóa đắc lực nhất và có nhân duyên sâu nặng đối với tất cả chúng sanh. Thể qua tâm nguyện thủ hộ chánh pháp và hộ trì người tu tập của Ngài, Phổ Hiền tiếng Phạn là Samanta Bhadra, dịch âm là Tam Bạn Đà Bạc Đà La hoặc Tam Bạn Đà Bạc Đà. Phổ là biến khắp, Hiền là đẳng giác Bồ Tát. Phổ Hiền là vị Bồ Tát đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Phổ Hiền là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa. Phổ Hiền được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho bình đẳng tính trí, tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Căn cứ vào tranh tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng hầu bên phải, còn Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử xanh hầu bên trái Đức Phật Thích Ca. Bồ Tát Phổ Hiền biểu thị đại hạnh, Bồ Tát Văn Thù biểu thị đại trí. Hai vị dùng trí huệ và hạnh nguyện đồng trợ hóa cùng Đức Phật Thích Ca hóa độ chúng sanh. Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng sáu ngà, voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, biểu thị cho hạnh nguyện rộng lớn. Voi là loài có sức mạnh tham nhẫn, có thể chuyên chở người và vật từ chỗ này sang chỗ khác. Bồ Tát Phổ Hiền cũng thế, dùng đại hạnh hóa độ chúng sanh, đưa họ từ bờ mê sang bến giác. Voi trắng biểu thị Bồ Tát tuy đi lại trong trần thế hóa độ chúng sanh, nhưng Ngài không vướng nhiễm bụi trần, tâm hoàn toàn trong sạch. Sáu ngà tượng trưng cho lục độ, sáu công hạnh tu tập của chư vị Bồ Tát. Hình ảnh Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng sáu ngà mang ý nghĩa Ngài là một vị Bồ Tát với tâm Bồ Đề vững mạnh, hoàn toàn thanh tịnh, khéo vận dụng lục độ làm phương tiện giáo hóa độ sanh. Trong hệ thống ngũ Phật, Phổ Hiền được xem ở trong nhóm của Phật Đại Nhật. Biểu tượng của Phổ Hiền là ngọc như ý, hoa sen, có khi là trang sách ghi thần chú của Bồ Tát. Tại Trung Quốc, Phổ Hiền được xem là một trong bốn đại Bồ Tát. Trú xứ của Phổ Hiền Bồ Tát là Nga Mi Sơn, nơi Bồ Tát lưu trú sau khi cởi voi trắng từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Nga Mi Sơn cũng được xem là một trong tứ đại danh sơn của Phật giáo Trung Quốc. Theo Kinh Pháp Hoa, Ngài là vị Bồ Tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía đông cõi Ta Bà. Nghe thế giới này thuyết Kinh Pháp Hoa, liền lãnh đạo 500 vị đại Bồ Tát đến nghe Pháp và phát tâm hộ trì chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca. Theo Kinh Bi Hoa, tiền thân của Bồ Tát Phổ Hiền là Thái tử con vua Vô Tránh Niệm. Nhờ phụ vương khuyên bảo, Thái tử đã phát tâm cúng dường Đức Phật Bảo Tạng và chư tăng trong 3 tháng an cư, đồng thời đối trước Phật đài và đại chúng phát nguyện độ sanh. Sau khi thấy sự phát nguyện rộng lớn và kiên cố của Thái tử, Đức Phật Bảo Tạng vô cùng hoan hỷ và thọ ký cho Ngài về sau thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai. Phổ Hiền là hạnh nguyện rộng lớn, hạnh ở đây nói theo nghĩa rộng là nhiếp tất cả các hạnh, tất cả công hạnh lớn, tha dù lớn hay nhỏ, cũng không ngoài chữ hạnh này. Nói theo nghĩa hẹp, hạnh là bao gồm 10 hạnh nguyện Phổ Hiền. Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện có nêu lên 10 hạnh nguyện của Bồ Tát và dạy rằng
đây là nhụy bười hạnh nguyện tối viên mãn của đẳng giác Bồ Tát. Trong chúng Bồ Tát, vị nào tu tập được 10 hạnh nguyện này thì đều được gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Câu niệm danh hiệu của Ngài là Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày 21 tháng 2 âm lịch hàng năm là ngày thánh đản của Ngài. Văn Thù Bồ Tát cưỡi con bạch tượng là con voi trắng. Trong truyện Phong Thần, khi trận Thái Cực bị phá, hai tên bên Triệt Giáo là Ô Vân Tiên và Cù Thủ Tiên bị bắt làm vật cưỡi cho Quan Âm và Văn Thù, thì đã thấy Linh Gia Tiên ở trong trận Lưỡng Nghi bước ra nói: "Ai dám phá trận thì vào đây." Nguyên Thị bảo Phổ Hiền: "Ngươi lãnh phù Thái Cực đi phá trận Lưỡng Nghi." Phổ Hiền vâng lệnh, đến trước hỏi lớn: "Linh Nha Tiên, ngươi tu luyện lâu năm mới thành hình người, sao không giữ bổn phận, nay đã sinh sự, chắc ăn năn không kịp." Linh Nha Tiên nổi giận, búa song kiếm đến đánh Phổ Hiền. Phổ Hiền đỡ rồi đánh lại. Được ba hiệp, Linh Nha Tiên chạy vào trận Lưỡng Nghi. Phổ Hiền thừa thắng đuổi theo. Linh Nha Tiên làm phép sấm đổ. Phổ Hiền hiện pháp thân, coi tướng hung hăng lắm, mặt đỏ tờ son, răng tánh như bạc, bông sen dưới chân, hào quang chiếu trên đầu, sáu tay đều giơ lên, ba đầu đều ngó tới, cầm cây giáng ma sử đánh với Linh Nha Tiên, rồi lấy dây Trường Hồng và Phù Thái Cực sai Huỳnh Cân lực sĩ trói Linh Nha Tiên bỏ xuống lư bồng. Phá trận Lưỡng Nghi xong, Phổ Hiền trở lại thì thấy Lão Tử và Nghiêm Thủy đã trở về với lư bồng rồi. Phổ Hiền bước vào thưa lại: "Lão Tử đưa Tam Bảo Ngọc như ý, sai Nam Cực Tiên Ông xuống đánh Linh Nha." Nam Cực Tiên Ông vâng lời, lướt tới đánh vài cái. Linh Nha nhào xuống, hiện ra con bạch tượng dưới hồng trần. Lão Tử cho Phổ Hiền cởi và cũng truyền đem đính vào cổ đề chữ Linh Nha Tiên, rồi dẫn các đệ tử ra trận.